Xin chào tất cả mọi người, chúng ta quay lại với kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Tôi là luật sư Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Huy Thành, thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Kính thưa mọi người, trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật qua hệ thống tổng đài 1900 6179, cũng như quá trình hành nghề thì chúng tôi đã tiếp nhận được rất nhiều câu hỏi, rất nhiều đề nghị tư vấn của quý khách hàng liên quan đến việc khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì khách hàng cần lưu ý những nội dung nào, những rủi ro nào có thể xảy ra khi nhận chuyển nhượng đất. Thì tại video này chúng tôi xin phép được thực hiện một số nội dung tư vấn để mọi người có thể tham khảo. Kính thưa mọi người, như chúng ta cũng biết ấy, là các cái giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, trong đó có giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nó là những giao dịch diễn ra phổ biến hàng ngày, đặc biệt là đối với Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước đang phát triển và cái thị trường bất động sản cũng tương đối sôi động. Cho nên giao dịch mà liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà đặc biệt là bên nhận chuyển nhượng, cũng cần phải lưu ý một số các vấn đề để làm sao tránh những rủi ro khi mình nhận chuyển nhượng. Và tại video này chúng tôi xin phép được đề cập một số nội dung cụ thể như sau. Kính thưa mọi người, là theo đúng quy định tại khoản 1 điều 188 của luật đất đai năm 2013 quy định rất cụ thể về những trường hợp mà đất đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định. Thứ nhất ấy, là theo quy định ấy, là đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ hai ấy, là đất không có tranh chấp. Thứ ba là quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án. Thứ tư là trong thời hạn sử dụng đất. Như vậy, theo quy định tại khoản 1 điều 188 của luật đất đai năm 2013 thì có 4 điều kiện để xác định là đất đủ điều kiện được tham gia thị trường chuyển nhượng, được thực hiện việc bán đất theo đúng quy định. Và thưa với mọi người, trong trường hợp mà mọi người thực hiện cái việc nhận chuyển nhượng ấy, thì cần lưu ý cho tôi một số các cái lưu ý cụ thể để tránh những rủi ro trong quá trình nhận chuyển nhượng. Thứ nhất ấy, là mọi người phải xác định cho tôi ấy, là đất, cái đối tượng đất mình đang muốn nhận chuyển nhượng ấy, thì có phải là tài sản chung của vợ chồng hay không, có phải là tài sản chung của nhiều người hay là tài sản riêng của cá nhân. Cái việc xác định này rất quan trọng, mọi người chú ý nhé, việc xác định này rất quan trọng. Thứ nhất này, nếu mà trong trường hợp đất đó mặc dù đứng tên một người nhưng nó là tài sản chung của vợ chồng thì khi chuyển nhượng ấy, cần phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Thứ hai ấy, là nếu mà đất chung của nhiều người thì quá trình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ấy, cũng phải có sự đồng ý của đồng sở hữu bằng văn bản theo đúng quy định. Thì một người đất chung của nhiều người mà một người tự ý đứng ra để chuyển nhượng thì cái giao dịch đó hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý, mọi người chú ý. Cái lưu ý thứ hai ấy, là chúng ta phải tìm hiểu xem cái quyền sử dụng đất mà mình đang nhận chuyển nhượng có thuộc vào đất quy hoạch hay không. Cái này vô cùng quan trọng mọi người nhé, mọi người phải để ý này. Nếu trong trường hợp mà đất có quy hoạch ấy, thì đương nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng đất đó ít hay nhiều cũng sẽ bị hạn chế về cái quyền liên quan đến đất, đúng không ạ? Thì ở đây ấy, là theo quy định tại khoản 2 của điều 49 của luật đất đai năm 2013 thì có hai trường hợp xác định đất là có quy hoạch. Trường hợp 1 ấy, là đất có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện. Thì mọi người phải check thông tin này ở các cơ quan chức năng quản lý đất đai ở nơi có đất nhé. Thì nếu trong trường hợp mà đất mặc dù đã có quy hoạch nhưng mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện ấy, thì trong trường hợp này thì đất không bị hạn chế về việc chuyển nhượng và mọi người có thể nhận chuyển nhượng một cách bình thường. Cái trường hợp thứ hai ấy, là đất có quy hoạch và cấp huyện đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm và đã được phê duyệt, thì trong trường hợp này là nếu trong trường hợp mọi người vẫn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất này ấy, thì nó sẽ tương đối rủi ro, mặc dù ấy thì theo quy định của luật ấy là vẫn được thực hiện các cái giao dịch về việc mua bán chuyển nhượng đất. Nhưng mà sau này ấy, nếu mọi người sau khi nhận chuyển nhượng rồi mà mọi người muốn xây dựng công trình trên đất đó thì tôi nghĩ là rất là khó, tức là nó bị hạn chế về việc xây dựng công trình trên đất, cho nên là mọi người phải hết sức lưu ý.
Cái vấn đề thứ ba ấy, là mọi người phải chú ý này, là khi mà mình có dự định mà nhận chuyển nhượng một cái quyền sử dụng đất nào đó thì mình phải có đặt cọc. Và đặt cọc ở đây là để đảm bảo cho việc giao dịch đó nó được thực hiện theo đúng quy định. Và mọi người chú ý ấy, là cái việc đặt cọc mua bán chuyển nhượng đất ấy, thì cần phải có văn bản giấy tờ và có các nội dung để làm sao ràng buộc cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của bên bán, bên nhận, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, để làm sao cái giao dịch mà nhận chuyển nhượng chuyển quyền sử dụng đất nó được diễn ra một cách bình thường để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Đấy. Và mọi người lưu ý cái thứ tư ấy, là cái việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ấy, là phải được thực hiện tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất theo đúng quy định của luật đất đai. Tôi xin phép trao đổi với mọi người rằng là tất cả những cái giao dịch liên quan đến cái quyền sử dụng đất mà không được công chứng chứng thực theo quy định ấy, thì đều vô hiệu. Đấy. Cho nên ấy, mà khi mà xảy ra các cái tranh chấp liên quan đến giá trị hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng ấy, thì cái bên mà chịu rủi ro nhiều hơn là bên nhận chuyển nhượng. Bởi vì sao? Bởi vì là khi đó mình đã thanh toán rồi, đúng không ạ? Và theo quy định của luật là nếu mà hợp đồng bị vô hiệu thì đương nhiên là các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận, và khi đó mình đã thanh toán cho bên chuyển nhượng rồi mà mình để đòi lại cái tiền đã thanh toán thì cũng đã tương đối khó và rủi ro. Cho nên mọi người chú ý. Như vậy là tôi đã đề cập đến 4 vấn đề cần lưu ý khi mọi người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi xin nhắc lại là 1 đấy là xác định đất đó có phải là tài sản chung của vợ chồng hay không, có phải là tài sản chung của nhiều chủ thể hay không. Thứ hai là đất đó có quy hoạch hay không. Thứ ba là đất đó khi mà nhận chuyển nhượng nó phải có đặt cọc. Và thứ tư ấy, là việc chuyển nhượng phải được thực hiện tại văn phòng công chứng hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tức là có công chứng và chứng thực để đảm bảo cái giá trị pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng. Trên đây là các nội dung tư vấn liên quan đến những lưu ý khi chúng ta nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để mọi người có thể tham khảo. Trong trường hợp mọi người cần tham vấn, tư vấn thêm ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hệ thống tổng đài 1900-6179 của luật Huy Thành. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của tất cả mọi người bằng việc đăng ký kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn, like, chia sẻ video trên kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Qua đó giúp phần đưa kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn đến với đông đảo người dân hơn để mọi người có thể tham vấn, có thể nhận được sự tư vấn của luật sư Thành một cách nhanh nhất và có giá trị nhất. Sau cùng xin cảm ơn mọi người rất nhiều.